Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh điện tổng hợp của mình. Thì ở video hôm nay, mình sẽ chạy mô phỏng cho các bạn xem cái mạch tời hàng 3 tầng. Thì cái sơ đồ mạch điện này mình đã cải tiến rất là nhiều so với các video lần trước mình đăng. Dựa trên những lời góp ý của các bạn thì mình đã cải tiến cho cái mạch này rất là đầy đủ và chi tiết. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng một con động cơ 3 pha có hộp số để giảm tốc và có phanh hãm nha các bạn nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng một cơ cấu để mô phỏng cho cái thang máy 3 tầng của các bạn, cái tờ hàng 3 tầng ấy. Thì ở 3 tầng chúng ta sẽ đặt 3 công tắc hành trình LS1, LS2 và LS3. Thì bây giờ mình sẽ chạy mô phỏng cho các bạn xem này. Bật Atomat Q1 để cấp nguồn này. Lúc này cơ cấu máy của chúng ta hay là cái buồng thang của chúng ta ấy, nó đang ở vị trí tầng 1. Nghĩa là công tắc hành trình LS1 nó đang tác động nha các bạn nhé. Thì các bạn có thể quan sát trên sơ đồ nguyên lý thì cái tiếp điểm của LN1 nó đang đảo trạng thái nghĩa là nó đang có màu đỏ các bạn thì tiếp điểm của nó là thường đóng chuyển thành thường mở và thường mở chuyển thành thường đóng đó các bạn quan sát này đây này tiếp điểm của công tác hành trình nó đang tác động lúc này khi ta muốn lên tầng 3 thì ta sẽ ấn vào nút gọi tầng 3 nghĩa là ấn nút T3 thì động cơ của chúng ta sẽ quay thuận chiều kim đồng hồ đồng thời phanh hãm được cấp điện để mở phanh động cơ quay thuận chiều kim đồng hồ được kéo buồng thang đi lên tầng 3 và trong cái quá trình buồng thang đang lên ấy, thì chúng ta có ấn vào nút T1 hay ấn nút T2 thì mạch của chúng ta cũng sẽ không nhận lệnh nha các bạn nhá nghĩa là mỗi lần nó chỉ nhận được một lệnh thôi khi nào nó lên tầng 3 thì nó sẽ di xét lệnh và nó sẽ nhận lệnh mới khi mà buồng thang của chúng ta đi lên đến tầng 2 nó chạm vào công tắc hành trình LS2 nhưng mà động cơ của chúng ta vẫn tiếp tục quay để kéo buồng thang đi lên tầng 3. Khi mà buồng thang của chúng ta đi lên đến tầng 3, nó sẽ tác động vào công tắc hành trình LS3. Khi mà công tắc hành trình LS3 tác động thì động cơ của chúng ta sẽ dừng. Cuộn phanh mất điện sẽ hãm động cơ lại. Đó. Bây giờ chúng ta muốn xuống tầng 2 thì chúng ta sẽ ấn vào nút T2. Động cơ của chúng ta sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ, phanh hãm được cấp điện để mở phanh. Buồng thang của chúng ta sẽ đi từ tầng 3 xuống tầng 2. Và cũng tương tự khi mà buồng thang đang đi xuống, chúng ta có ấn vào nút T1 hay T3 thì nó cũng sẽ không nhận lệnh nữa. Đó. Khi mà buồng thang của chúng ta đi xuống đến tầng 2, chạm vào công tác hành trình l 2 thì nó mới reset cái lệnh tầng 2 Chúng ta mới có thể ấn nút gọi tầng khác Tiếp tục đi xuống tầng 1 Thì chúng ta sẽ ấn vào nút T1 Động cơ tiếp tục quay ngược chiều kim đồng hồ Phanh hãm được cấp điện để mở phanh Đó, Các bạn quan sát Thì chúng ta không có ấn nút T3 hay T2 nữa Thì nó cũng sẽ không nhận lệnh Đó là cái điểm cải tiến So của mạch này so với những cái mạch Mà mình đã giới thiệu cho các bạn ở video trước nghĩa là một lần hoạt động của nó chỉ nhận được một lệnh gọi tầng thôi. Khi mà lệnh đó kết thúc thì chúng ta mới có thể ấn được nút gọi tầng tiếp theo. Và khi lên đến tận khi mà buồng thang đang chuyển động ấy, mà có sự cố nào đó, ấy, chúng ta sẽ ấn vào nút stop thì nó sẽ hệ thống của chúng ta sẽ dừng và khi xử lý xin lý xong sự cố thì chúng ta lại tiếp tục ấn nút gọi tầng thì bồn thang của chúng ta lại di chuyển đến cái tầng mà chúng ta gọi mạch hoạt động khá là ổn định các bạn Đó. thì qua video này mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đã xem và ủng hộ kênh youtube của mình cũng như đã có những lời góp ý rất là bổ ích để mình có thể cải thiện và hoàn thiện cái mạch này mình xin kết thúc video của mình tại đây các bạn xem video thấy hay và có ích nhớ like chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo